Cô chào các con. Ở bài học trước, chúng mình đã được cô hướng dẫn viết chữ cỡ nhỏ N, M. Trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết chữ cỡ nhỏ E, E. Hai con chữ này có sự tương đồng về độ cao, điểm đặt bút và điểm dừng bút đấy các con. Đây là con chữ E cỡ vừa, có độ cao 2 ô ly. Khi chuyển sang chữ cỡ nhỏ, E chỉ còn bằng một nửa độ cao của chính nó. Cụ thể là nó chỉ còn cao 1 ô ly thôi. Cô mời các con quan sát cách viết con chữ E cỡ nhỏ. Cách viết sẽ không có gì khác với cách viết con chữ E cỡ vừa mà chúng mình đã học. Nhưng vì chúng mình phải thu nhỏ con chữ, nên điểm đặt bút và điểm dừng bút sẽ có sự thay đổi các con nha. Vậy thì khi viết con chữ E cỡ nhỏ, chúng mình sẽ đặt bút và dừng bút ở đâu? Chúng mình sẽ đặt bút vượt lên phía trên đường gãy ngang một chút để viết con chữ E cỡ nhỏ cao 1 ô ly. Lưu ý, điểm dừng bút của con chữ E cỡ nhỏ nằm vượt lên trên điểm đặt bút ban đầu một chút. Độ rộng phần đầu của con chữ E cỡ nhỏ là khoảng nửa ô ly. Điểm cao nhất của con chữ E cỡ nhỏ chạm đường gãy ngang 2. Cô mời các con quan sát lại một lần nữa cách viết con chữ E cỡ nhỏ. Để viết con chữ E cỡ nhỏ, các con cũng làm tương tự nhé. Đây là con chữ E cỡ vừa, cao 2 ô ly mà chúng mình đã học. Còn đây là con chữ E cỡ nhỏ, cao 1 ô ly. Nhớ đặt thêm dấu mũ như mái nhà nhỏ cho con chữ E các con nha. Vậy là qua bài học hôm nay, chúng mình đã được cô hướng dẫn viết chữ cỡ nhỏ E, E. Các con nhớ thường xuyên luyện tập nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Chúc các con luôn vui, khỏe. Hẹn gặp lại các con trong các bài học sau. Tạm biệt các con.